Hai, cho anh em vào xin nước, mình từ lũ anh chị Tàng rất tâm trạng quay trở lại các bạn trong Học viên Sài Gòn để trong một tâm trạng ngỏ lại chủ hàng cũng đang hết sức là phân vân. Arc này thì mình đặt tiêu đề là video bán này, nhưng chủ hàng khả năng là rất là cao là sẽ giữ lại chứ không bán đâu. Vì thật ra là chủ hàng vẫn còn rất là thích chơi và vẫn còn rất nhiều điều Arc này gọi là nằm trong kế hoạch nhưng mà chưa hướng tới được, ví dụ như lục bôn Kula, lục môn Omega Rugal, rồi lục môn của Vanessa nữa các bạn ạ. Đây còn thiếu mỗi một vũ khí nữa thôi, ông ấy đợi patch ông ấy nạp đấy. Arc này cũng là một arc về mặt tài chính bạn ấy hoàn toàn là không thiếu. Thế thì khi mà tài chính người ta không thiếu thì thiếu mỗi cái là thời gian chơi game thôi. Arc thì ở server 107, server rất là mới, trải qua 172 ngày rồi, và đây cũng là server theo mình đánh giá là mình nghĩ là đã từng có đợt mình bảo nó còn kinh khủng khiếp hơn cả server 108. Đấy, vì server này tập trung mình nói thật toàn những ông gọi là máu chơi thôi và chơi toàn chơi khôn như các bạn ạ. Và cái thời gian server ra mắt server 108 nó cũng rất là lâu. Đấy, nên ông này phải tầm đến mười mấy ông gọi chơi hay các bạn ạ. Server 107 này. Thì cái server 108 ra mắt quá là lâu nên những người chơi server 107 này người ta tập đầu tư tập trung mà cũng rất là ghê luôn. Đấy, thì tức là về cộng đồng ngon, về tài chính ngon, mỗi cái là ông ấy đang dính về cái sự thay đổi về công việc. Cho nên rất muốn chơi game nhưng mà sợ ảnh hưởng đến công việc nên thành ra buộc phải có sự lựa chọn, mà lúc ý thì khả năng cao là sẽ bị thất thoát tài nguyên game, nghĩa là sẽ không đủ mảnh vạn năng. Quan trọng nhất thì còn đâu nói rộng ra thì nhiều lắm, nhưng mà cụ thể khả năng rất cao là sẽ không đủ mảnh vạn năng để hoàn thành nâng cấp lục môn cho hội này. Đấy, rồi còn tiến tới trong tương lai nữa đúng không? Đấy, vì kiếm mảnh vạn năng ở server quốc tế nói thật là rất là dễ. Không chỉ thông qua mỗi gói Battle Pass đâu, gói nạp này thì đơn giản rồi, mà nó còn thông qua rất nhiều các chế độ khác nhau. Bạn đánh được các chế độ này, có thời gian chơi được các chế độ này mà chơi tốt sẽ là một lợi thế mà các gói nạp rất khó để bù lại được, trừ phi ông phải nạp rất nhiều thì bù lại được. Còn nếu như bỏ qua các chế độ này thì sẽ rất là khó khăn. Đấy thì bạn chủ ạc bạn đang vướng ở đây. Ở đâu ạc này ạc siêu ngon luôn các bạn ạ, ngon vãi luôn. Ông ấy đang bán là 8 triệu ấy. Mình nghĩ rằng giá đấy nhiều bạn cho đánh giá là khá là cao. Tuy nhiên thì so với số tiền nạp vào và chất lượng của ạc thì nói thật nó còn rẻ chán. Và thật ra là bạn ấy nếu như mà không có thời gian chăm được thì nghĩ đến phương bán thôi, nhưng thật ra là cũng chưa chốt là sẽ bán. Nhưng anh em nào mà trả giá phát là bay luôn đấy nhá. Ông bảo tôi đăng lên này là ai xem tiền là tôi chuyển thông tin luôn. Đấy, ok, thông tin nạp này mình giữ mà. Nói thế thôi chứ bạn ấy nói thật là nếu như có người mua là cũng sẽ bán, cho nó ổn ổn công việc cái sau thì mua lại, sau thì nó cũng dễ dễ hơn đấy. Nhưng mà mình đang tư vấn cho bạn ý theo một phương án khác, theo mình đánh giá là đẹp hơn. Thì nói thật ạc này bán đi phí quá, VIP cấp VIP quá cao, sủi tự 20 ngày Battle Pass siêu cấp lạp đều tay. Các bạn vừa nhìn túi đồ võ sĩ ngon lành cành đào, nói chung là không có lỗi lầm gì cả, ạc lạp rất chuẩn chỉ và chơi cũng rất chuẩn đấy. Tương lai vô cùng sáng lạn và còn quá nhiều thứ hay ho để chơi nữa cơ. Thiếu một hộp vũ khí của Vanessa, đây có một mảnh thôi. Thế thì mình có đưa cho bạn một cái phương án để gọi là khắc phục. Đấy, là thiếu mảnh vạn năng đúng không? Đấy, thì vẫn chơi các chế độ kiếm mảnh vạn năng đều hết, nhưng mà chỉ chơi những chế độ tốn ít thời gian thôi. Cụ thể ví dụ đánh đấu trường này, ngày xưa thì các bạn có thể bỏ qua không đánh, nhưng bây giờ thì lên đánh. Đây ông này ông vẫn đánh này, đang kiếm mảnh vạn năng mà nó giá cho chỉ rơi vào khoảng độ 55 hay là 65 kim cương cho một mảnh vạn năng thôi. Đấy là một cái giá theo mình chấp nhận được. Cái thứ hai là chế độ Cross Server Arena này. Đây cũng là chế độ mà các bạn kiếm mảnh vạn năng với cái giá theo mình cũng khá rẻ, 90 kim cương cho một mảnh vạn năng, kèm theo đó là các vật phẩm liên quan đến bụi phím nữa. Đấy, đúng không? Các bạn nhìn thấy một đống bụi phím này, server mới này còn thiếu bụi phím còn dài. Ok, đấy nhá, hai cái một tiêu tốn kim cương, còn tất nhiên những cái khác không tốn kim cương và làm nhanh. Ví dụ như đánh tranh vào đo năng lượng thì chơi, còn một số cái là tốn nhiều thời gian quá đấy thì mình nghĩ là thôi có thể không chơi, ví dụ như cái Gian Hegemony này. Đấy, cái này nó yêu cầu đánh vào tầm 4 giờ sáng hay 5 giờ sáng thì nói thật với các bạn mình chắc cả tháng đánh một lần đấy, lên top một lần tiêu cả tháng, còn đâu là thôi chịu không canh được. 4-5 giờ sáng vào giờ Việt Nam mình thì không canh được thì chấp nhận bỏ qua. Thì kể cả anh em server cũ server mới thì mình nghĩ là nên không tu cái này, thì lý là nếu như có giờ giấc sinh hoạt bình thường nhá thì theo mình là lên đánh một lần thôi, chứ để nó ảnh hưởng đến công việc cuộc sống ở ngoài thì không nên. Còn các chế độ khác thì công cứ thấy chế độ nào tốn nhiều thời gian thì bỏ. Đấy, bao giờ công việc ổn lại chơi lại sau, tức là chấp nhận thọt một phần thôi. Đấy, cái phương án thứ nhất.
Còn phương án thứ hai thì theo mình, với các bác có tài chính như thế này, các bạn có tài chính như thế này, thì theo mình nên sử dụng một cái gói cày thuê bên mình. Đây mình vừa là quảng cáo nhưng cũng vừa là chia sẻ nó thật giúp đỡ. Đấy, cả hai nhá. Đấy, cả ba luôn, ông cũng giúp đỡ một số phần luôn. Vì mình nói thật với các bạn là trong mình thì tự cày thuê chắc chỉ được 1-2 hạt thôi, chứ mình không tự cày cho các anh em nhiều đâu. Cái gói đơn giản nhất là gói ở đây mình gói hướng dẫn là giới thiệu gói nạp, à gói cày thuê là gói 400k. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ gọi là team của mình nhá. Thì bao gồm mình và một số anh em mình cực kỳ tin tưởng. Mình nói thật luôn là những anh em đã gặp mặt ở ngoài đời, đã từng gọi là ngủ chung với nhau, ăn cùng nhau, uống cùng nhau, nói chung là tin tưởng được. Đấy, để đảm bảo rằng à các bạn chơi được đúng hướng, không bị phá, không bị chiếm đoạt hay là thiếu chuyên nghiệp. Nó không được 100% nhưng mà cũng phải được 99-98%. Đấy, để các anh em yên chí, yên tâm. À, thì cái gói nạp cày thuê nó có 400k một tháng thôi, nhỉnh hơn một tí so với gói siêu lợi tức. Đấy, thì mình ý đây mình phải có tài chính. Đấy, thì các anh em sẽ không cần phải làm nhiệm vụ ngày vì gói đấy bao gồm nhiệm vụ ngày rồi. Cái thứ hai là đánh thêm 4 chế độ tùy các bạn chọn. Mình thì mình đề xuất 4 chế độ quan trọng và tốn nhiều thời gian trong gói nạp đấy. À, trong cái gói cày thuê đấy bao gồm chế độ PKL server này. Đấy. Không dám nói là anh tông sư nhá, nhưng mà đại sư 1, đại sư 2 trở lên là cái điều trong tầm tay. À, đấy, ok. Cái chế độ thứ hai là chế độ tranh mỏ, chế độ này cũng cho kim cương luôn, không chỉ đơn giản mảnh phản năng, thì cũng bao gồm trong cái gói cày đấy luôn. Đấy. Ông ấy cày kim cương ác luôn các bạn này. Ác chiếm mấy mỏ luôn này. À, rồi đây chế độ thứ hai. Chế độ thứ ba là chế độ Mining Neighborhood. Đây là cái chế độ cho phần thưởng bao gồm kim cương luôn, cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Ê đúng không? Mà nguyên liệu nâng cấp, đây gọi là nguyên liệu nâng cấp chip à? Đấy, đây các bạn có nhớ là có mảnh vạn năng hay không? Season Rewards mới là mảnh vạn năng đúng không? Đây đúng không? À kim cương à? Đây, ok, đây chế độ thứ ba nhá. Đấy, nói đây chế độ, nói chung toàn những chế độ tốn thời gian và nhiều phần thưởng thôi. Và chế độ cuối cùng là chế độ trận chiến cuối cùng. Đây. Ấy trận chiến này cũng nhiều mảnh vạn năng lắm, phần thưởng này các bạn này. Đâu nhỉ? À không, đâu nhỉ? Rewards chỗ là ranking nhỉ? Đâu nhỉ? Đây level rewards các bạn này. Ấy đúng không? Lên level 15 là được tới tận 80 dương mảnh vạn năng. Ê, chưa kể phần thưởng khác. Đây hiện nay bạn ấy đang level 11 rồi. Những đợt tới chắc là sẽ khó chơi hơn. Đấy nhìn cái gói nạp, còn các chế độ khác thì thôi nhá. Theo mình thì nó cũng ít tốn thời gian mà nó cũng không quan trọng lắm, thì thưa các bạn tự cày. Đấy, thì duy chỉ có một cái mình nghĩ rằng gói 400k đấy nó chưa thỏa mãn được là gói trồng cây. Ê, vì trồng cây này các bạn bảo 8 tiếng rồi, hay là 6 tiếng ấy phải vào một lần, rồi lại phải thậm chí có khi còn hơn ấy, đây là còn vào trong này nữa cơ. Nên thành ra là mình không hỗ trợ cái gói này được. Tức là thật ra có hỗ trợ nhưng tiền nó phải nhiều hơn, vì nói thật là cái công sức bỏ ra nó cũng nhiều hơn. Đấy, thì đây cũng chỉ là một cái đề xuất thôi, anh em nào phù hợp thì gọi là triển khai, còn không phù hợp thì coi như là tham khảo thôi, vì cái này nó là đôi bên cùng có lợi, mà các bạn cảm thấy không có lợi thì thôi bỏ qua nhá, chứ các anh em cũng đừng gọi là coi rằng nó là ép buộc. Đấy, vì mình nói thật với các bạn là cái dịch vụ này thì mình cũng đã chạy được tầm hơn năm rồi đấy. Hiện nay thì cũng đang có khoảng độ 7-8 ạc đang nằm trong cái hình thức này, trong đó thì có 2 ạc là gói cày siêu VIP luôn đấy, tức là nói chung là tiền triệu ấy bao gồm cả chơi nông trại luôn nhá. Đấy, tức là gần như là chơi hết luôn, hầu hết các chế độ là chơi hết luôn và chơi chuẩn chỉ luôn. Đấy, thì giới thiệu với các anh em một tí về cái dịch vụ, về những anh em nào mà bận quá. Nhiều bạn thì thật ra là sau khi mà giải quyết xong công việc rồi thì vẫn muốn chơi game nó nhàn thì vẫn thuê dịch vụ tiếp, thì thôi tùy các bạn thôi. Còn đâu thì mình nghĩ rằng mỗi cái nó có một cái hay, mỗi chế độ nó có một cái hay. Các bạn bận quá thì theo mình là lên thuê, còn không bận quá thì lên cày, vừa nâng cao trình độ kỹ năng mà vừa giải trí. Đấy, thì thật cái này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người. Đấy, thì anh em nào mà mua hay là cần hỗ trợ về cày thuê, chăm nick các thứ đấy, đấy thì liên hệ về bên mình nhá. Đấy, gói mình thì mình chỉ báo giá cái bảng giá cơ bản thôi, còn gói kia thì chắc là ít người cần tới, tiền triệu của các bạn. Đấy, thì anh em nào cần cái gói trăm mà cơ bản đấy thì liên hệ với mình nói thật là nhàn đi rất là nhiều ấy,
cực kỳ nhiều ấy. Các bạn tưởng tượng như kiểu có một ông co-play ông chơi cùng ấy. Đấy, còn chưa kể mình nói thật nha, những ông trong mạc đấy đều là những ông có cái trình độ kỹ năng chơi theo mình đánh giá so với bằng chung là vượt vượt tầm ở bằng chung, nên là công mình cũng sẽ vào công mình sửa đội hình cho các bạn, tư vấn đội hình cho các bạn chơi như thế nào là hợp lý nhất. Arc này thì chắc là không cần đâu, nhưng mà ý là những ông nào mới chơi chẳng hạn đấy, đấy thì hoàn toàn có thể kiểu như thuê gia sư ấy, đúng không đấy. Kiểu kiểu thế. Ok, những bạn nào cần thì liên hệ với mình theo link Facebook hoặc là Zalo bên dưới phần mô tả video nhé. Đấy. À mà số điện thoại của mình thì cũng luôn có ở đấy rồi. Các anh em mà không thấy mình rep tin nhắn Facebook với Zalo thì có thể gọi điện trực tiếp nhé. Đấy, vì vì mình không để thông báo ấy. Cho nên là nhiều khi cũng bị sót tin nhắn của các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Này chẳng không đấm nhau đâu nhá. Top server mình xem mỗi này mình lên video liên tục mà. Đấy, kể ra một đợt này mà lục bôn được con này thì perfect, nhưng mà bị thiếu một ít kim cương, lục bôn con này chắc chắn là hụt mèo. Đấy, với cả thứ hai là thường thường mấy ông top này cậu mình hay thích lấy hồn vũ khí lục bôn ấy thông qua con đường là con đường leap pack, nó tốn tiền nó đỡ tốn kim cương đấy, dễ đua top hơn đấy, chứ công thì ít khi công dùng kim cương, còn đâu chậm môn một tí chả chết đâu. Rồi hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nha.